Tại sao mà bây giờ tuổi trẻ đến với nhau vợ chồng có đứa con, hai đứa con là bắt đầu là chia tay ly dị, rồi một đứa theo cha, đứa theo mẹ, kỳ cục vậy. Còn thời gian mẹ tiếp tục gặp người khác, cha tiếp tục kiếm người khác. Quý vị coi một cái xã hội phát triển mà cái kiểu này thì quý vị coi làm sao mà đất nước thịnh vượng hả quý vị? Đúng không? Người xưa người ta đâu có phát triển như bây giờ, mà nói về cái chuyện ly hôn thì tính ngày xưa và bây giờ thử coi. Cái lượng ly hôn ngày xưa người ta rất là ít. Mà từ khi điện thoại phát triển mạnh tới bây giờ thì cái lượng ly hôn nhiều. Vì coi người ta rất là dễ quan hệ qua lại nhau. Cái kiểu như đồng nghiệp đồ có thể đùa giỡn, chọc ghẹo, nói chuyện đồ rất dễ. Từ nơi đó mà bây giờ tới nó phát triển đến cái mức mà điện thoại mà bây giờ thấy hình nhau luôn rồi. Thì bây giờ muốn tán ngẫu với nhau thì cầm chiếc điện thoại là chúng ta trực tiếp có thể ngồi ở sân thượng, ngồi chỗ nào, cái góc nào để tán ngẫu với nhau. Nên cái chuyện này nó phát triển đến mức này nên quý vị ly dị nhiều là đúng rồi. Nó tán ngẫu giết mà gọi là nghe giết rồi bùi tai, thấy chồng của mình cực khổ lam lũ, không còn dùng những lời để tán tỉnh mình nữa. Bây giờ lâu quá không nghe người ta tán tỉnh, tự nhiên vợ mình bữa nay được người ta tán tỉnh, tự nhiên cô này thấy lâu quá không thấy được bị tán tỉnh, bây giờ có người tán tỉnh vậy là mình cũng coi được á. Từ nơi đó mà thấy cái lạ, lạ là lâu quá chồng không tán tỉnh. Ngày xưa thì anh chưa được mình anh cứ tán tỉnh hoài, bây giờ thì lâu quá anh không tán tỉnh mình nữa, bây giờ có anh kia tán tỉnh thôi mình cũng ngồi nói chuyện với tiêu khiển thời gian chơi. Cuối cùng nói giết rồi cũng thí nghiệm thử coi có cái gì lạ không, bên nào cũng thí nghiệm hết, cuối cùng rồi thì chán vợ chán chồng rồi đi chia tay. Thì thấy cái phương tiện cao cấp không, đúng là rõ ràng nguy hiểm thiệt. Ừ. Nó càng phát triển chừng nào thì nó càng có tai hại chừng đấy. Cái phát triển này mà bị tai hại là do gì? Giáo dục đẩy vào yếu quá, hiểu không? Có nghĩa là giáo dục đẩy vào rất là yếu, mà cho cái nền kinh tế mạnh lên mà giáo dục thì đẩy vào rất yếu, nên nó mới đi ra cái vấn đề nguy hiểm như vậy. Thật sự chúng ta mỗi người làm con không ai muốn mà cha mẹ mình chia tay nhau bao giờ. Quý vị biết rằng dạy trẻ con này nó còn chưa đạt bằng dạy những người lớn này đâu. Người lớn này là mới quan trọng. Người lớn là cầm cân nảy mực, người lớn là quan trọng. Còn trẻ con bị ảnh hưởng người lớn. Người lớn mà không được dạy, tôi nói cái lớp đạo làm con chứ thật sự tôi rủ cha mẹ về đó. Chứ bây giờ con nít bây giờ nó học về cha mẹ không học. Rồi cuối cùng nó về nó nói với cha mẹ nói mày là con nít con nôi. Mày nghe ông thầy không nói mấy câu, cơm tao còn cho mày ăn mà mày nói xạo. Thấy chưa? Còn nếu như bây giờ người làm cha làm mẹ mà ngồi đây mà nghe rõ ràng, bình tĩnh mà suy nghĩ thì thấy rằng ông thầy nói có tình có lý. Tự nhiên về cải cách gia đình lại, thì từ người làm cha làm mẹ cải cách lại thì con phải đi theo y rang. Còn cha mẹ không tiếp nhận giáo dục thì đứa con này nó mới có nghe. Đứa mà có chủng tử sâu thì còn có cơ hội. Đứa mà kém cỏi thì nó ngồi xong nó ra ngoài nó quên mất tiêu. Thì từ nơi đó sao phát triển? Nên cái lớp đạo làm con này á, đúng ra đó là cha mẹ các cháu phải đến học. Cái này mới là chỗ quan trọng à, đúng không? Ừ. Nên quý vị biết rằng có những người ta không đủ duyên, người ta ngồi chưa nóng cái mông nữa, người ta đứng lên người ta đi. Mà những cái điều này là những đức xác thực cho quý vị biết rằng những đức áp dụng ở trong ngôi chùa này nó đã có kết quả hơn 1.000 người. Nhà quý vị có 2-3 người thì quý vị quản không nổi rồi đó. Vậy mà những đức áp dụng, những đức quản được 1.000 mấy trăm người rồi, thấy chưa? Vậy là những đức có cái thành công rồi. Bây giờ quý vị coi một con người có khi bước ra xã hội, ông này bà nọ thì bước vô người ta kêu vị là phó giám đốc, giám đốc. Vị bước về nhà gặp vợ nó chửi vị một chập, đứa con nó kênh là quý vị. Quý vị bước vô công ty phó giám đốc, giám đốc, tổng giám đốc. Vị bước về nhà vợ nó chửi mình, dạy con nghe. Thôi quý vị chịu thua rồi. Cái danh này vứt vô đống sình đi, khỏi cần nói tới. Người ta nói gia hòa vạn sự hưng. Gia đình mà mình chưa giải quyết được, đừng nói chi giải quyết được cái chuyện khác. Thấy không? Nên cái việc mà giải quyết được xã hội á, là người xưa đã dạy rất rõ ràng, là giải quyết từ gia đình. Dạy từ gia đình. Gia đình mình đã được thì tức khắc phát triển được mọi vị trí khác đều phát triển hết. Nên từ nơi đó mà cần tiếp nhận giáo dục để áp dụng trong gia đình.
Những điều những đức chia sẻ đây là những điều nó rất là xác thực luôn. Nó không có gì đi cao xa cả. Nó, chúng ta trong cái thời cuộc nào cũng vậy, phải cần gầy dựng một cái đạo đức làm người. Con người đến với con người là nhất định phải thương nhau à. Nó thật sự mà nói thì chúng ta ai cũng muốn người ta thương mình. Vì tại sao mình không thương người ta? Mình không thương người ta mà kêu người ta thương mình. Ai cho tiền mình là mình phái rồi, nhưng mà tại sao mình không cho tiền người ta? Mình đi cho tiền người ta mới cho tiền mình chứ. Người ta, mình cho người ta cái tốt, người ta mới cho mình tốt. Mà luôn luôn là bản thân mình là muốn cái tốt là về mình, mà cái xấu cái đưa người ta không à. Cái xấu mình đưa người ta thì đố mình có được cái tốt đó, hiểu chưa? Nên á, chùa mình mà Nhân Đức nuôi hơn 1,000+ người được là từ đâu? Nhân Đức đem cái tốt Nhân Đức đưa người ta đó, thì người ta mới đưa cho Nhân Đức. Quý vị coi bây giờ Nhân Đức có một trái chuối, Nhân Đức đưa cho người ta ăn, người ta đem một nải chuối đến. Nếu như Nhân Đức chưa từng cho trái chuối, đố mà có nải chuối ăn. Nên Nhân Đức hướng dẫn cho chúng trong chùa mình, người ta cầm đến một bó rau rất nhỏ, chùa đông gì cầm lại có bó rau nhỏ vậy thôi cúng dường. Chúng ta chạy ra cung kính, đưa hai tay nhận bó cải đem vô. Kỳ sau người ta đem đến một xe cải đến, chúng ta mồi từ một bó cải nhỏ thành một xe cải lớn. Quý vị thấy người ta cầm một bó cải nhỏ đến, quý vị không nhận cung kính, đố quý vị có một xe cải, hiểu chưa? Nên từ nơi đó buôn bán cũng vậy. Iran, người ta lỡ người ta mua có một cái bịch bột ngọt chút xíu à, quý vị là một cái nơi bán tập quá lớn, mua có bịch bột ngọt chút xíu à, đứng đợi một chút đi. Quý vị chưa có biết được người này họ sẽ mua quý vị đồ nhiều đâu. Bữa nay quý vị, họ lỡ mua chỉ có một bịch bột ngọt thôi, nhưng mà quý vị cung kính, quý vị bán đàng hoàng, nhiệt tình đối với khách hàng, có tâm cung kính, thì tức khắc về sau họ sẽ mua đồ quý vị rất là nhiều. Đừng bao giờ chúng ta bỏ phế cái nhỏ nghe, coi chừng chúng ta sẽ mất cái lớn đây. Nên người xưa người ta nói, muốn làm người mà phát triển được thì chúng ta phải dám bỏ con tép, thì chúng ta mới bắt được con tôm. Hiểu chưa? Đó. Nên một con người mà tâm lượng không rộng rãi thì đố mà có phước báo lớn. Nên những đức học Phật á, cởi mở tâm lượng ra. Nên những đức cũng hướng dẫn quý vị là cởi mở tâm lượng ra. Nên cái bài học tập của chúng ta hôm nay là các cháu phải nhớ, ngày sinh nhật là để tưởng nhớ báo ơn cha mẹ, hiểu được cái công ơn sinh thành. Bây giờ chắc nó chưa có đẻ, chắc nó không biết đâu, đúng không? Thì cứ nói đi, còn mấy bà đẻ rồi mấy bà biết rồi đó, đúng không? Mấy bà đẻ rồi mấy bà gần cỡ nào mấy bà biết rồi đó, thấy chưa? Cái cây sắt mà nó cong luôn, mấy bà gịch nó cong cây sắt mà. Mấy bà đẻ rồi, bây giờ mấy bà nghe là mấy bà cảm giác liền. Có nhiều bà nghe cái là rơi nước mắt, cảm giác bây giờ mẹ cha chết queo rồi, muốn bao nhiêu báo không được luôn. Bây giờ con sanh con nuôi con mới hiểu là đúng là khổ thiệt mẹ ơi. Bây giờ con hiểu thì mẹ đã chết rồi mẹ ơi. Còn bây giờ mấy đứa nhóc nhóc này, bây giờ mình nói cho nó nghe để cho nó có một cái cảm giác nhận thức, tùy theo cái giác ngộ của nó thôi, hiểu không? Còn mình thì bây giờ mình trải nghiệm rồi mình hiểu liền vậy đó. Đó. Mà có những người lớn nhưng mà học thức nhiều cũng không hiểu luôn nữa. Họ không có hiểu. Nó bây giờ họ nuôi con, họ sanh con, họ nuôi con, trời ơi, họ đem con họ đội trên đầu. Vậy mà họ quên cha mẹ họ ngày xưa đã từng đội họ trên đầu. Mà bây giờ họ đem cái công ơn sinh thành đó họ đắp vào đứa con họ. Họ đem con họ đội trên đầu mà họ để cha mẹ họ dưới đất. Quý vị coi, cái hành động của họ là như vậy, kỳ cục như vậy. Đa phần chiếm ưu thế 80% là con người bây giờ là đem con đội trên đầu mà đem cha mẹ để dưới đất. Nhất là đứa con hư, nhất là đứa con gì biết không? Đứa con cầu khẩn của quý vị để nhiều năm nay mà không đẻ được, bây giờ may mắn đẻ được cu tí cu tèo rồi, bắt đầu là đem nó coi nó như là cục vàng, rồi bắt đầu là dung dưỡng cho nó. Thật sự mà nói thà không có, nếu hiểu ra kỹ thật sự luôn, thà không có còn hơn là chúng ta đi nuôi ra một cái hạt giống hư cho xã hội nữa.
dung dưỡng một hạt giống hư để làm gì? Tương lai cái sự phản nghịch ngược lại còn kinh khủng hơn nhiều. Sự khổ đau này quý vị sẽ hiểu liền, kinh lắm. Nên sanh con khó mà dạy con càng khó. Nên cái việc mà sinh thành của cha mẹ, bây giờ con người ta tới ngày sinh nhật mua bia bọt về người lớn, nhậu nhẹt quá trời luôn ngày sinh nhật của bạn. Nhậu quá cho nhậu luôn, quên mất tiêu là cha mẹ ngày xưa đẻ hay sao. Mà họ bây giờ làm cha làm mẹ luôn, họ còn chưa có cảm giác đó nữa. Đúng ra là cái ngày sinh nhật đó đi vô chùa tu một ngày. Mỗi năm sinh nhật là đi vô chùa tu một ngày để hồi hướng cho cha mẹ. Dù cha mẹ có mất lâu cũng phải làm điều này nữa. Vì sao? Vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho cha mẹ được đến cảnh giới tốt, là lành. Thì cái tâm làm như vậy đó, về sau con mình sẽ làm y gan như mình đối xử với cha mẹ mình luôn. Đúng không? Còn bây giờ nhậu quá trời luôn ngày sinh nhật. Rồi thêm cái nữa, cha mẹ nghèo mà có khi còn đòi quà này kia nữa chứ. Thấy chưa? Tại vì sao? Không ai nói cho nghe. Có trường học nào nói kiểu này không? Có trường học nào nói không các con? Trong trường học có nói không? Đó, quý vị coi. Bây giờ không dạy các cháu sao nó biết đây? Bây giờ các con nghe rõ ràng, có con công nhận không? Bây giờ các con chưa có đẻ, nhưng mà bây giờ các con vẫn cảm giác thầy nói rằng là mẹ các con đẻ cực kỳ khổ luôn. Đẻ khổ dữ lắm. Rồi sau này lớn lên có chồng mà đẻ là biết à. Đúng không? Nó ấn tượng mà. Mười mấy tuổi này, 3 tuổi nghe tới 80 tuổi còn nhớ mà. Bây giờ thì nó trễ hơn cho 10 tuổi luôn á. Người xưa người ta 3 tuổi biết 80. Bây giờ thì người nó không thông minh như người xưa, cho 10 mấy tuổi đó. 10 mấy tuổi biết 80 á. Nghe rồi sẽ nhớ liền, không nói chứ. Sau này khi các con nhớ lại lời của những đức thì mẹ cha con chết queo rồi. Các con chịu báo hiếu bây giờ là thua rồi đó. Nên á, mỗi lần mà sinh nhật, ngày sinh nhật đó gì, cha mẹ mà đòi mua quà cáp không, mà chính con để dành tiền đi học từng chút khi chuẩn bị tới ngày sinh nhật, tự mình đi mua một cái bánh sinh nhật là từ đồng tiền mình để dành đi học mà cho từng chút đó đó để dành lại. Rồi bắt đầu là mua cái bánh sinh nhật về, bắt đầu cắt bánh sinh nhật ra hay sao sao, khoan hả cắt, bắt đầu là để cái bánh sinh nhật đó, bắt đầu là quỳ lại mẹ cha. Hoặc là các con quỳ xuống cảm ơn cha mẹ, đơn giản thôi cũng được, khỏi lại. Mà quỳ xuống cảm ơn cha mẹ cũng được, thì cha mẹ các con cũng chưa có làm với ông bà, từ nơi đó lại họ chịu không có nổi. Nên bây giờ thôi quỳ xuống cũng được rồi. Mình muốn gieo cái nhân lại để tương lai con mình nó gieo nhân cho mình, nó làm y gan như mình đã từng làm lại đi. Còn lại thì cao độ quá, cái này chắc làm không nổi. Cha mẹ ngồi chắc cũng nhột nhạt lắm, trong bụng nói tao đâu có làm với ông bà mày đâu mà mày làm với tao kiểu nào. Nên bây giờ con người ta nó mất gốc lâu quá rồi, mà quý vị bồi cái gốc xa xưa thì không có làm nổi, đúng không? Thôi quỳ xuống cũng được rồi. Còn nếu như mà bây giờ quỳ mà không quỳ luôn thì bây giờ mày ngồi ghế kế bên mày nắm tay cũng được nè. Mày ngồi ghế kế bên mày nắm tay đi, tại vì nó lạc quá rồi, nó lạc quá xa. Nên từ tới giờ ngồi ghế kế bên nắm tay mẹ, nắm tay cha. Ngày này mà mẹ sinh con khó khăn, con nghe thầy nói vậy đó, sinh con khó khăn, rồi cha thì nghe mà mẹ mà đau bụng đẻ thì cha cũng quay quay mòng mòng như con gà mắc đẻ. Nên từ nơi đó mà bây giờ con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Ngày này sinh con đi học á, bây hổm giờ con để dành tiền chút á. Bữa nay con mua cái bánh sinh nhật về, gia đình chúng ta có 4 người, con xin cắt làm 4. Xin trước nhất rồi dâng lên cho cha, rồi dâng lên cho mẹ, rồi dâng lên cho anh, rồi cho em. Thí dụ, còn 4 phận mình nhỏ nhất thì dâng lên từng cấp. Còn lớn thì bản thân của mình cũng mời em, để sau này em mời mình, đúng không? Cái hành động như vậy thì là bản thân chúng ta là tức khắc có đạo đức liền. Chuyện này làm được. Bé nhỏ nào ở đây làm được đưa tay lên coi con. Đứa nào làm được đưa tay lên coi. À, vậy là có 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là mấy đứa khác không hiểu, đúng không? Không hiểu, đúng không? Cái chuyện này nó quá nhỏ mà không biết, đúng không? Những đứa nói các con nghe. Các con không thông minh, chỉ đúng có cái chỗ này nè. Có những đứa nó học đây lâu nè, lớn đâu nè. Những đứa bước vô, những đứa thấy ngồi mà mặt rù rụ. Đứa nào mà ngồi trước mặt những đứa á mà cảm giác mặt rù rụ thì mai mốt về nhà chỗ khác.
không thích. Tại vì sao? Tôi học phi, tôi không có lấy tiền nên tôi có quyền. Ai mà ngồi trước mặt tôi mà sụ sụ là tôi dờ nhà chỗ khác đó, cho biết á, không có giỡn đâu. Cái cách của tôi học tập là gì? Tôi trọng vui vẻ, tôi không lấy tiền nhưng tôi mong quý vị cười, vậy thôi. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó, thí dụ như bây giờ đi, cái việc thầy nói rất là dễ như vậy, dù là mình chưa làm được nhưng mình cũng phát tâm. Con làm được, đưa tay lên, đó là duyên của mình, hiểu không? Duyên của mình để làm cho cái người giảng thuyết người ta phấn đấu tư tưởng lên, người ta cảm thấy người ta hứng thú, hiểu chưa? Đó là cái người thông minh đó các con. Còn các con á, tuy học còn hơn những đức nhưng mà các con kém quá, không có thông minh chút nào. Học thầy mà không được chút xíu gì tư tưởng của thầy, hiểu chưa? Nên quý vị thấy á, con nít bây giờ học với khờ đúng không? Người ta ngày xưa 6 tuổi đây nè, ta lùm từng cọng lúa người ta kiếm ăn được rồi đây nè. 6 tuổi mà ta lội xong chùm, ta lội vô đồng, ta giăng lưới giăng câu. Con ta 6 tuổi thôi mà người ta đã như vậy rồi. 5-8 tuổi thôi gia đình đi làm hết, ở nhà tự nấu cơm, để bưng cơm vô trong đồng để cho anh chị đi làm để có ăn. Con nít ngày xưa người ta ít học mà người ta cái năng lực phát sinh tư tưởng người ta rất là cao. Còn bây giờ thì cái nền giáo dục thì học cho nhiều, nạp cho đầy, để mà gặp cái mặt là cứ nó gặp điện thoại thì nó sáng con mắt, nhưng mà nó nghe giáo dục thì cái mặt như vậy thì làm sao là thành đạt đây? Có ai mà đi kinh doanh, có ai mà đi giao tiếp, rồi có ai mà đi ký hợp đồng mà cái mặt này không? Dù mình có xấu cỡ nào đi chăng nữa thì con người vẫn là như thế nào? Phấn chấn lên khi bất cứ giao tiếp với người nào, đối diện với bạn bè hay bất cứ với ai, cũng là một con người vô cùng tỉnh táo. Thì như vậy mới là con người có thể làm được việc lớn trong cuộc đời. Trời ơi trời, con người mình nó phải có một cái gì đó đặc biệt thu hút. Những đức trình độ lớp mấy, lớp 3, ngồi nói chuyện cho bao nhiêu người nghe, mười mấy ngàn người nghe, lễ dưới âm thấy chưa? Mà người ta ngồi người ta nghe mà người ta vui nữa chứ. Đó là cái gì? Năng lượng tràn đầy. Tại sao con nít bây giờ hết năng lượng? Vì quý vị nạp cho nó đầy rồi. Quý vị biết bây giờ cái nền giáo dục con người ta bây giờ là bị đi vào cái gì phải không? Nền giáo dục vật chất quý vị tiêu rồi. Quý vị phải nhìn ra cái nền giáo dục này là thật sự vì con em, vì mầm non chứ không phải là vì vật chất. Quý vị lập ra một cái trường học là để dạy con người tương lai chứ không phải là dạy con người vật chất. Không phải là quý vị đưa vô 100 đề tài, bao nhiêu đề tài để mỗi một con người bung ra để mà dạy mỗi môn để mà lấy được tiền thu nhập. Quý vị nếu làm thầy cô giáo như vậy thì quý vị nên xem lại luôn đó. Tại vì nền giáo dục là nó phải được cân bằng, dạy cho con người ta phải làm sao tỉnh táo, dạy con người ta phải thấy thoải mái, thích thú thì mới hay. Quý vị biết rằng là các cháu này đa phần là nó hết năng lượng, vì một ngày của nó học tập quá nhiều, nó không có được thời gian của nhân sinh tuổi trẻ nên nó hết năng lượng rồi. Quý vị coi bây giờ tính vào phần trăm của trẻ em bây giờ mà khi lớn lên mà hư á, phần trăm đó chiếm ưu thế hết, 80% trẻ em hư. Vậy thì chúng ta công nhận rằng rõ ràng 100% nền giáo dục thất bại, hiểu không? Đó, vậy thì quý vị nạp nhiều chi nữa, nên xem lại cái nền giáo dục rồi điều chỉnh lại môn học. Môn học cho trẻ em từ khi còn nhỏ phải kết hợp cái môn học giáo dục về đạo đức, môn học giáo dục về hiếu thảo. Vì hiếu thảo với cha mẹ là cái nguồn gốc để cho các cháu thành đạt về sau. Nếu như bỏ đi cái nguồn gốc đạo hiếu đối với cha mẹ thì các con có học nhiều cỡ nào cũng uổng công vô ích. Uổng công vô ích vì sao? Vì mất gốc. Mất gốc sao tiếp nhận giáo dục đây? Nên từ nơi đó mà có khi mà những đức mà chia sẻ Phật pháp á, hoặc là nói chuyện với các cháu nói nó hơi cao vọng là vì sao? Vì con người ta bây giờ mà không mà nạp cho nặng căng á thì nghe không được, vuốt vuốt thì nghe không xong, nên nạp nặng căng có khi còn tỉnh đường chút. Nên
cái bài học tập hôm nay rất là quan trọng. Hôm qua những đức gặp một cái cháu này thanh niên, gặp những đức nói vậy nè: thầy ơi, con 6 tuổi là con đã phạm vào cái tội coi phim ảnh tầm bậy, rồi con làm cái chuyện thủ dâm tự mình luôn. 6 tuổi cho tới 8 năm sau, 8 năm sau nó bị trạng thái gì biết không? Người nó lỡ hết hoàn toàn luôn. Rồi mũi nó cứ chảy nước mũi suốt luôn, chảy nước mũi suốt luôn. Rồi mắt của nó hoàn toàn là nó nhìn cái gì đó chừng trong vòng tiếng mấy, không nhìn được nữa. Ghê chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ nghe trẻ em về cái bệnh này kinh lắm, nguy hiểm vô cùng. Tại vì con người ta khi thông minh là từ ngay chỗ là tích lũy được tinh khí thần. Nhưng con người khi dùng cái đó quá nhiều thì tức khắc sẽ mất đi sự thông minh, mất sự thông minh liền. Đó. Cả vợ chồng mà gần gũi nhiều thì dù có con đi chăng nữa cũng là hạt giống hư của xã hội. Quý vị nhớ nè, con quý vị khi mà sanh ra mà đứa khù khờ ngu si là do vì vợ chồng quá gần gũi nhiều nên hạt giống yếu. Quý vị thấy một cái hạt giống yếu mà trồng xuống đất không? Dù có cố gắng chăm bón đi chăng nữa nhưng sau này ra hoa kết quả cũng là hoa quả non ốm, nó không được chắc như là những hạt giống mạnh. Nên con người khi muốn thông minh là phải giữ được cái trạng thái tỉnh táo. Mà muốn giữ được trạng thái tỉnh táo thì từ ngay cái chỗ tiết dục là chỗ cực kỳ lợi ích, giữ được gia đình hạnh phúc và sức khỏe, đây là chỗ quan trọng lắm á. Nên cái thằng nhỏ nó nói rằng: trời ơi, công nhận thì khi mà con mà nghe Phật Pháp con mới thấy đúng là cái chuyện này kinh khủng quá. Con lỡ con nói với thầy để thầy giảng á, cho các bạn trẻ nghe, đừng bao giờ coi trên mạng mà những người mà dạy tầm bậy tầm bạ như vậy mà đi làm theo. Nó dạy tầm bậy đó, nó không hiểu gì chứ nó dạy tầm bậy đó. Nhưng mà trẻ em bây giờ cầm điện thoại rất là nhiều, nó cầm nó bấm vô, nó dạy rất là nhiều thứ tầm bậy ở trên mạng quý vị à, đầy luôn. Từ nơi đó con nít mà nó nghe một cái là nó tìm hiểu, nó làm theo. Cuối cùng thì quý vị biết rằng là hại cả cuộc đời các cháu luôn, hại cả cuộc đời luôn. Cái thằng ở bên kia kìa, nó nói rằng: trời ơi thầy, coi con, mình con lỡ hết, nước mũi chảy suốt luôn, người yếu ớt bệnh hoạn kinh khủng lắm. Nó thấy chưa? Nó cái này đáng sợ lắm nghe. Rồi nó quyết tâm luôn, nó nghỉ học, nó vô chùa mình luôn, nó vô trong chùa mình, nó quyết tâm, nó dụng công phu để mà nó quyết định bỏ luôn. Thì nó vô chùa mình được một năm chờ, vô một năm chờ, nó nói rằng là nó bỏ được hơn nửa năm, nó bỏ được hơn nửa năm, bây giờ nó tỉnh táo lại, nước mũi hết chảy, mắt tự nhiên sáng lại, người mập mạp lên, thấy chưa? Có nghĩa là vẫn có thể bỏ được, nhưng mà nó phải có một môi trường để bỏ. Nếu như mà nó không gặp một cái môi trường để giúp đỡ nó bỏ nó nghe, thì tức khắc cầm điện thoại lên hoặc là tiêu cực là dính hoài luôn gà, hai cuộc đời luôn. Mà nó nói rằng ghê lắm, khi một con người mà mang cái nghiệp đó đúng là bất hiếu với cha mẹ nên nó sanh ra đủ chuyện. Thầy biết rằng là người con hôi lắm thầy, tự nhiên nó hôi mà da con khô hết chứ. Mà nó bao nhiêu tuổi, trời ơi nó còn trẻ lắm luôn, mà nhìn nó già kỳ cục lắm, đúng rõ ràng luôn, phải không? Cũng như một cái cây mà khô mủ thì cây chết. Con người nếu mà tinh khí thần mà khô sạch thì con người làm sao đẹp được, thấy không? Nên từ nơi đó mà trẻ em mà nó nghe gì rồi này, nó được găn nhắc. Và cha mẹ nên dạy con cái, mở thông ra để dạy nghe. Nó nhất là những cái đứa mà nó không hiểu là nó đi sâu luôn, thất bại. Còn như Đức gặp một cái anh chàng này, anh đến gặp như Đức, anh kể câu chuyện, anh nói nè: khi con nghe thầy giảng con mới thấy rõ ràng 100% luôn. Chính con đi làm ăn xa gia đình, con kiếm tiền rất là nhiều thầy, có điều kiện kiếm tiền rất nhiều, mà nhìn phong độ nữa chứ.
Con ra ngoài con gian díu rất nhiều người phụ nữ, giấu vợ. Thì rõ ràng rằng là tất cả tiền bạc con làm ra rất là nhiều, nhưng làm được bao nhiêu đều đổ sạch hết trơn. Mà con trở về nhà tự nhiên con nói vợ con không bao giờ nghe con, nó không bao giờ tôn trọng con. Sau này khi con nghe thầy giảng, con mới hiểu ra là cái định luật nhân quả, khi mà mình không chung thủy với vợ chồng là tự nhiên nó sanh ra một cái gia đình không hạnh phúc. Mà tự nhiên tiền con kiếm được rất nhiều, đổ sạch hết trơn thầy, mà con làm tiền nhiều lắm mà gia đình con đi xuống luôn. Thì tự nhiên sao con có cái duyên con nghe được thầy giảng. Thì trong thời gian hơn nửa năm chờ, con quyết định là con dứt hết tất cả những cái việc mà đi ra bên ngoài tầm bậy tầm bạ. Rồi con cố gắng con nghe thầy giảng, rồi con cố gắng con niệm Phật, con đi đến đây con cộng tu. Vậy đó mà trong thời gian mà con buông sạch hết trong vòng nửa năm chờ, thì tự nhiên con làm ăn lại được lại, mà vợ con lại nghe con lại, thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Khi phước báo con người mà giảm là tự nhiên nói người ta không nghe, mà khi phước báo con người mà thịnh lên là tự nhiên người ta trọng quý liền. Nên tất cả các ông mà đi làm ăn là phải cho nghiêm túc đàng hoàng, phải nhớ nghe. Chúng ta làm bất cứ một điều sai gì thì hai bên vai chúng ta đều có hai ông thần. Một ông thì ghi điều sai, một ông thì ghi điều đúng. Chúng ta làm một điều đúng đắn đàng hoàng thì dù cho không ai biết, nhưng ông thằng ông ghi điều đúng đã ghi rồi. Còn mình làm một điều sai dù không ai biết, nhưng ông thằng ông ghi cái điều sai ông ghi rồi. Nên chúng ta hiểu được nguyên lý của định lực nhân quả thì tự nhiên chúng ta không dám làm điều sai, giấu vợ nhà hay giấu chồng nhà, mà mình đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Thì tự nhiên mình trở thành người đàng hoàng, mà người đàng hoàng thì phước báo nó thịnh lên liền. Từ nơi đó mà những cái điều học tập này xác thực 100% luôn. Nên có công đoạn dẫn đức nói rằng là số phận nghèo, bệnh hoạn, thiếu học có thể thay đổi được không? 100% thay đổi được. Thay đổi được. Chính bản thân dẫn đức nè, nghèo, lùn, hô, học tới lớp 3 ở lại 9 năm, hư hỏng đủ trò luôn. Rồi ngày xưa trên thành phố thì thủ đoạn đủ cách hết luôn. Từ khi 29 tuổi gặp được Phật Pháp, hoàn toàn bắt tay vào thay đổi, quyết chí luôn. Bây giờ là thay đổi mới được. Tại vì sao? Vì dùng mọi cách hết trơn rồi, không phát triển được rồi, bây giờ phải thay đổi lại, làm lại luôn. Thì rõ ràng trong vòng 3 năm, trong vòng 3 năm thôi tự nhiên có sự thay đổi liền. Thay đổi liền 5 năm là tự nhiên có sự thay đổi. Thấy rõ ràng luôn. Và tới bây giờ là những đức thấy rõ ràng là cuộc đời những đức đã hoàn toàn có sự thay đổi rất là lớn. Thay đổi đến mức mà nhìn nhận chấn động luôn á. Thấy rõ ràng chưa? Nè, nghèo, một mình lo cho mình không sống, vậy mà bây giờ lo cho 1,000+ người bị nghỉ sao? Thấy thay đổi không? Rồi con người á, ăn nhậu té ạch ạch, con chó còn không liếm cái tay, vậy mà bây giờ người ta gặp người ta quỳ xuống người ta lại. Thay đổi không? Thay đổi không? Nói chuyện mượn tiền người ta vài trăm ngàn người ta không cho mượn, nhưng bây giờ khỏi cần mượn cũng có người đưa tiền nữa. Thay đổi không? Những đức tin 100% số mạng con người thay đổi được. Đúng rõ ràng, nền giáo dục của Phật Pháp cực kỳ hay. Đây là báu vật vô giá. Bất cứ một cháu nào ngồi trong đây cũng có thể thay đổi số phận được hết. Bây giờ cuộc đời các con lỡ gặp những hoàn cảnh cha mẹ không hạnh phúc, bỏ bê các con thấy thê thảm lắm. Các con chỉ cần nghe đoạn này thôi, các con có thể bắt tay vào cái việc gì? Tiếp nhận giáo dục để thay đổi cuộc đời 5 năm, 10 năm sau còn hơn các con học tới đại học nữa. Thay đổi hoàn toàn cuộc đời luôn. Lạ thay là không có học nhiều, nhưng mà được người ta trọng dụng mới đặc biệt chứ. Đó, đây là những đức tin 100% thay đổi cuộc đời. Thọ mạng chết yểu có thể thay đổi được không? Được. Ăn chay niệm Phật phóng sanh
nhất định sẽ chuyển số mệnh 100%. Nghèo nàn phải có tâm bố thí, có tâm giúp người, tức khắc thay đổi số mạng liền. Từ nơi đó con người có thể thay đổi được số mạng. Dù gặp bất cứ sự cố gì, buồn phiền gì trong cuộc đời cũng có thể giải quyết được hết. Để hổm những đức kể câu chuyện mà bây giờ tuổi trẻ mà đi chơi, đi cắm trại đồ, đi học mà đi cắm trại chỗ này chỗ kia đó, còn nhỏ mà quen bồ bịch đồ đi cắm trại, bắt đầu là nó vui chơi theo cái kiểu mà gọi lãng mạn chút á. Bắt đầu là nó đi cắm trại chỗ này chỗ kia, đòi núi này kia cắm trại, bắt đầu bồ bịch đồ ăn chơi với nhau, cuối cùng dính ngay cái chỗ nằm ngay cái mộ của người ta ăn nằm. Đi về nhà một cái tự nhiên ma nhập suốt luôn, nhập suốt luôn. Cuối cùng cái đầu nó nhập vô, nó nói rằng là con nhỏ này nè, nó ăn nằm dưới bồ nó mà nó nằm ngay chỗ chết của tôi chôn ngay chỗ đó mà nó nằm ngay chỗ đó, nó ăn ở với nhau, nên tôi làm cho nó chết. Nó làm như vậy đó. Nên con trai con gái gì cũng vậy, đi ra ngoài mà cả cái chỗ mà vắng vẻ mà tiểu tiện tầm bậy con không dám, lỡ mắc tiểu quá thì mình nói là xin phép, bây giờ đi mà lỡ xa quá mà không có chỗ tiểu tiện, thôi xin phép cho được xin tiểu tiện ở đây, tôi không biết chỗ này là sao nhưng mà cho tôi xin phép còn có thể được. Còn nếu mà bây giờ đặt mông tiểu đại tiểu càng, coi chừng ngay chỗ, một là chỗ người chết chưa siêu, hai là chỗ những cái loại rắn hay loài này loài kia mà đang tu hành, họ mà chỉ cần không vừa lòng một phát thôi là mình có chuyện xảy ra liền, bản thân mình tự nhiên có chuyện xảy ra liền. Nên từ nơi đó mà cái này rất là kỹ đó nha, nên rất là kỹ đó, chứ đừng có nói mà bây giờ mà nói mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia, nằm đâu nằm đại nằm càng tứ tung lang tan là coi chừng nó có người bị rồi đó. Bị hợp với những đứa ở trong chùa, những đứa gặp hai ba người dẫn lời cái vụ này mà toàn là trẻ không à, toàn là đang đi học không à. Nó đi cắm trại gặp ba lần rồi đó, gặp ba người rồi đó, cắm trại gặp ba người dính rồi đó, mà những đứa điêu cái thứ này còn đến đông ác đạn nữa nè, bị nhiều lắm mà không biết từ đâu đến á, thấy không đó. Nên nghe rồi đó, dạy con cháu mình đi nó cẩn thận nghe. Nó, rồi bây giờ đi học phá thai nhiều lắm. Nó, tự nhiên bây giờ chúng ta lớn lên chúng ta đem đi cho không vậy đó, đi phá thai chơi vậy đó. Hứng lên cho không vậy đó, đi phá thai chơi vậy đó. Nó nghĩ rằng là phá thai là chuyện rất là bình thường. Nhưng nó không có biết rằng là sau này cuộc đời của nó là nó muốn đẻ khó khăn. Hạt giống thì yếu ớt, mà thân thể bệnh đau, người đàn bà người ta bên đó, mà bác sĩ người ta nói rằng á, là một người phụ nữ mà phá thai một lần tổn sức hơn đẻ ba lần. Nên từ nơi đó mà bây giờ trẻ em đi học mà phá thai nhiều thì sau này cuộc đời các con tiêu rồi, 100% là có con tiêu rồi. Nếu như các con mà nghiêm túc đàng hoàng, có thể sau này cuộc đời các con chắc chắn là có tương lai 100%. Nên những cái điều học tập này đó là chúng ta cứ nhắc nhở hoài đi. Rồi người làm cha làm mẹ đó, con mình đang tuổi lớn lên đó, mình dạy con cháu mình, hiểu không? Bây giờ quý vị nghe rồi nè, bây giờ con cháu bị lớn lên, nó đang tuổi vị thành niên, nó đang lớn lên, rồi bắt đầu mình dạy liền, bắt đầu là vợ chồng đồ này kia dạy con liền, là con đi học nghe, đi vô trường học ai ăn hiếp đồ này kia về nói cho ba mẹ liền, nghe không? Có nghĩa là những cái việc mà ai ăn hiếp, ai áp bức này kia, ai hăm dọa này kia là nói cho mẹ liền, nghe không? Mẹ ra mặt cho, nghe không? Đừng có sợ, đừng có im miệng rồi để cho người ta hà hiếp, nghe chưa? Nghĩa là mình ý là bây giờ nó ưa có những cái thành phần mà gọi là ăn hiếp, hoặc là thấy đứa này nó nhỏ nó lớn lên rồi cái đầu nó ăn hiếp được, ăn hiếp hoài, hiểu chưa? Nên mình làm cha làm mẹ đó là mình ngồi lại. Nên gia đình của mình thường á là hai vợ chồng rồi con thường ngồi lại với nhau, vợ chồng còn trẻ đi làm nghe, là thường là sáng ăn cơm là ngồi chung ngồi ăn cơm trong một gia đình. Rồi đâu đó, nói nhắc nhở là ngày hôm nay đi làm, đi vô công ty xí nghiệp đó nghe, đàn bà có chồng rồi đó nghe, đi vô đó mà thằng này thằng kia chọc ghẹo rồi đó, bắt đầu liếc mắt đưa tình giỡn cợt với người ta, đó là thiếu đạo đức đó, nghe không? Thì tùy bà có chồng rồi đó, bà có con rồi đó, bà sống sao có đạo đức á, để cho con cái của bà nó tôn trọng bà, nghe không? Nó có nghĩa là cha vợ thì nhắc chồng, chồng nhắc vợ, rồi nhắc con cái. Gia đình mà như vậy thì thôi đặc biệt quá. Còn bây giờ sáng bắt đầu nè, tiền nè, tiền nè, tiền nè, đi ăn đi.
rồi tranh thủ đi ăn xong rồi đi làm, rồi tới tối về cái ịt ngủ, rồi ngày mai đi làm. Thì lâu ngày cái việc vợ chồng tình cảm gia đình nó không có còn có những cái sự nhắc nhở nhau. Bắt đầu là nó đi đến cái chỗ mà gọi là chia rẽ, rồi chuyện nhỏ xé ra cho to, rồi đi đến cái chỗ ly dị, hiểu không? Đây là những việc vô cùng nguy hiểm á. Quý vị nên xem lại một cái gia đình của mình. Rồi nhiều gia đình khác người ta đã ly dị nhiều lắm rồi đó nghe. Nó trời ơi, có nhiều bà đi đến chùa mình tu, nói gì đâu mà thấy cũng coi được, mà sao ẵm đứa con đến hỏi chồng đâu, chia tay rồi. Thôi nhiều dữ lắm à. Nó nên những đức thường nói mà mấy bà mà chồng bỏ chồng chê á, đủ duyên á. Chùa mình bây giờ 3-4 điểm nè, vô đây nuôi bà già những đức đi. Chứ nếu không mà rảnh rỗi quá, coi chừng kiếm chuyện á, vô đây người ta sắp chuyện cho làm, ý nghĩa nghe chưa. Mấy bà chồng bỏ chồng chê à. Nên á, bây giờ còn con cái thì lo cho đàng hoàng nghe. Còn nếu như mà mai mốt con cái ổn định hết trơn á, thôi tìm cái nơi để mà mình tu phước tu duyên. Chứ đừng có thấy nó rảnh rảnh rồi bắt đầu là kiếm chuyện nghe chưa. Nó rước lựu đạn đem về rồi phiền não khổ chết ha. Nó nên chủ nhật nào như đứa cũng nhắc á, nên đi đến chùa mà nghe như đứa nhắc hoài thì nó đỡ. Chứ gặp mà nó im im luôn mà không có ai nhắc á, từ 30-40 đồ coi chừng nguy hiểm. Chứ sao bây giờ, bây giờ bên nào cũng có lửa hết trơn á, rồi bên nào cũng có củi hết trơn á, rồi bây giờ có gạo luôn thì bắt đầu là cùng do gạo rồi cùng chụm củi, đúng không? Nên từ nơi đó mà nếu mà không được nhắc nhở thì tự nhiên á, bây giờ quý vị nghĩ đi, con mình 2-3 đứa vậy đó, rồi bản thân chúng ta bước thêm bước nữa, rồi con mình nó cảm thấy rằng là mẹ cha tôi vậy, rồi tương lai tôi cũng y rang vậy, sao bây giờ lỡ mà chồng mình bỏ mình, chồng mình không thích mình, hoặc là duyên mình với ta hết rồi thì thôi mình ở vậy, mình nuôi nó phức rồi đi, mình nuôi cho đàng hoàng mà sau này con mình vẫn tôn trọng mình nghe. Nhất là vì gặp ngôi chùa mình là may mắn nè. Nó cứ nuôi đi, nuôi hết lòng đi, rồi sau này nó lớn lên rồi là tự nhiên nó nghe giáo dục rồi nó phát huy luôn vậy đó. Rồi chính bản thân mình sau này già một chút á, vô đây ở chùa niệm Phật giáng sanh, đúng không? Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần thứ bảy, từ người lớn cho tới các cháu, chúng ta tưởng nhớ tới cha mẹ mình khi mỗi năm tới ngày sinh của mình. Tưởng nhớ để nhắc nhở mình sống có ý nghĩa, sống có đạo đức, sống có nhân cách. Đó là cách mà để chúng ta báo ơn, báo hiếu cho cha mẹ của mình. Nên hôm nay chúng ta học tập sinh nhật là để tưởng nhớ đến cha mẹ chứ không phải đòi quà. Nên rất là nhiều cháu không hiểu, dù là cha mẹ cực khổ, kiếm tiền khó khăn, nhưng mỗi năm sinh nhật thì bắt đầu đòi ăn cái này hoặc đòi đãi bạn sao cho nở mặt nở mày của mình. Mà không có nghĩ rằng cha mẹ cực khổ làm không dám ăn, mà cái ngày sinh của mình lại là cái ngày mà thập tử nhất sinh của mẹ, mà mình lại lấy cái ngày đó để vui chơi đãi bạn bè mà quên đi công ơn sinh thành của cha mẹ. Việc này với cái lớp trẻ hiện đại này là đa phần như vậy. Nên những đức nói rằng là tiếp nhận giáo dục là việc rất quan trọng để con người hiểu thêm về đạo đức làm người. Dù có học nhiều cỡ nào nhưng mà không tiếp nhận giáo dục đạo đức làm người thì chịu thua. Thí dụ như giờ con cháu của mình đang ngồi đây, có nhiều đứa quý vị cũng kêu nó đi đến đây, hoặc là có những người cha mẹ bắt buộc luôn á, biết đây là tốt á, nhưng mà nhiều đứa chưa phải là nó phát tâm đâu,
có những đứa nó không thích, nhưng mà có khi cha mẹ cho nó 5.000, 10.000, 20.000 gì, hoặc là hứa cho nó gì để nó đi. Ý là người làm cha làm mẹ cho nó được tốt mà. Nhưng mà quý vị làm gì thời gian thôi. Khi nó dặn là không phát tâm thì mặc kệ, mình cứ đi, mình cứ vui, mình cứ tốt thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, đến khi nó có con á, lúc đó nó te tua rồi, nó nhớ lại những gì những đức nói, cũng không muộn đâu. Có khi bắt ép nó quá, nó sanh tâm phỉ báng. Khi nó mang tâm phỉ báng rồi thì lúc đó hết duyên về sao? Có nghĩa là không cho nó nghe luôn thì nó không có duyên về sao? Nhưng cho nó nghe rồi thì sau này khi nó khổ đau thì nó có cơ hội quay đầu. Đó là còn cái duyên về sau, đúng không? Nên cái nền giáo dục là để cho người ta phát tâm, nhận thức, chứ không phải là bắt ép. Nên có nhiều đứa nít bây giờ là nó ghiền điện thoại. Giống như cái xã hội này bây giờ, đa phần người xuất gia, cư sĩ cũng vậy. Bạn bè gặp nhau ngồi, ngừng chiếc điện thoại bấm. Những đứa để ý đi ngoài đường, những đứa thấy ngồi ngay cốc cây, ngồi ngay băng ghế, ngồi uống cà phê. Hai người ngồi đối mặt nhau, người cầm chiếc điện thoại lo nhìn điện thoại bấm. Nên gọi là xã hội càng phát triển thì tình người mất tiêu. Mà con người đến với con người không có tình cảm, vậy thì tương lai chúng ta sống sao đây trời? Không có tình cảm con người. Rồi con cái mà nói về chữ hiếu với cha mẹ thì có nhiều đứa trong cái xã hội bây giờ nó lại nói một câu: ủa nghe cái gì trời? Cái gì hiếu? Hình như là nó đối với chữ hiếu nó rất là thấy lạ. Vậy thì tương lai bản thân của nó cũng vậy thôi. Con nó cũng sẽ thấy chữ hiếu đối với cha mẹ là lạ thôi. Nên á, cái cuộc đời này một đời sẽ tệ hơn một đời. Có nghĩa là một đời sẽ tệ hơn một đời. Chúng ta đời này chúng ta còn nghe giáo dục, nhưng đời sau càng tệ, 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 càng tệ. Rồi càng ngày về cuộc sống tiền bạc vật chất cao, thì con người đối với hai chữ đạo đức, nó sẽ cho rằng đó là cụ đích. Những đức gia lịch sử từ xưa tới nay, bất cứ một triều đại nào thì đạo đức làm người vẫn là cực kỳ quan trọng, không có xưa. Đạo đức làm người không có xưa. Chỉ có người không cảm giác được đạo đức làm người mới thấy xưa thôi. Đạo đức làm người không có xưa. Những đức tin chắc 100% luôn. Một ông chủ bại hoại, một ông chủ không có đạo đức, một ông chủ bất hiếu với cha mẹ, một ông chủ chỉ biết mình không biết nhân duyên, là một ông chủ thiếu đạo đức đó. Nhưng quý vị tin ông chủ này sẽ trọng người nào không? Ông chủ này sẽ trọng người đạo đức, trọng người hiếu với cha mẹ, trọng người chân thật, trọng người nhiệt tình. Nhưng riêng ông là không có đạo đức, nhưng ông vẫn biết đạo đức là tốt. Nhưng ông nói hành đạo đức thì bị bó buộc quá, không được vui. Nhưng ông lại đi dùng cái người có đạo đức, ông đi tìm người có đạo đức. Nhưng riêng ông lại cho rằng áp dụng đạo đức thì không thoải mái. Bây giờ tôi ngồi gì, tôi lắc chân, tôi gung đùi, tôi hút thuốc phì phà, tôi nhậu rồi tôi đi chơi thoải mái. Nếu mà áp dụng đạo đức vào thì tự nhiên bó buộc tôi không có nhân cách thoải mái đó, thì tự nhiên tôi hư thoải mái luôn thì thích. Nhưng mà áp dụng đạo đức thì chán. Nhưng mà đi dùng người thì thích dùng người có đạo đức. Quý vị đi tìm hiểu thử coi biết liền gì đâu. Có ai mà muốn đem tiền mà giao cho kẻ tham bao giờ đâu. Cả bây giờ làm cha làm mẹ mà mình muốn giao tiền bạc mà mình còn lựa cái đứa con đàng hoàng đó mà. Nội nhiêu đó thôi thì bây giờ đạo đức nó có xưa không? Nếu cho rằng đạo đức mà xưa thì loài người này sắp sửa chuyển hộ khẩu. Hiểu không? Nếu như mà cho rằng đạo đức mà xưa là loài người sắp sửa chuyển hộ khẩu, di cư đến nơi khác ở. Mà nơi nào biết không? Tam đồ ác đạo.
chuyện đến nơi đó đó. Chúng ta được mang cái thân người này là từ hành được đạo đức mà có thân người. Từ con người thương súc sanh nên chúng ta mới có thân người này nè. Nếu như bây giờ mà con người không có đạo đức, con người không thương súc sanh thì chắc chắn đời sau chúng ta di cư đến tam đồ là chắc chắn rồi, 100%. Chúng ta không bao giờ có thân người nữa đâu, chắc chắn luôn. Nên á, một đứa trẻ mà nó có cái góc độ sâu á, để lót cái nền móng cho cuộc đời thành đạt chúng ta, là một đứa trẻ từ khi còn nhỏ phải gầy dựng giáo dục, tiếp nhận giáo dục. Khi một con người tiếp nhận giáo dục thì con người này đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, con người này rất là sâu sắc. Và bất cứ một cương vị nào con người này cũng là một con người cực kỳ giỏi luôn. Một con người mà tiếp nhận giáo dục đó thì dù là yêu một cô gái nào đi chăng nữa cũng dễ gần gũi được nè. Có thể quen vài ba cô là chuyện bình thường nếu con người này tiếp nhận giáo dục. Vì sao? Vì họ rất là giỏi, họ nói chuyện rất là hay, cách nào họ cũng nói được hết, họ nói rất hay, rất dễ lấy lòng người khác. Đó là những đức nói là tiếp nhận giáo dục chưa đạt đến nhân cách mà đi đến bậc cao đó. Mà chỉ cần nghe giáo dục thôi, con người nó cũng đã giỏi rồi đó. Nó tiếp xúc ai nó cũng giỏi hết trơn á. Quý vị nghĩ cái này cần học không? Khi con người tiếp nhận giáo dục, biết được lịch sử, đối người tiếp vật, giao tiếp người vui vẻ, gặp người chào hỏi lịch thiệp, thì con người này bất cứ chỗ nào con người này cũng giỏi hết. Bỏ họ ở đâu họ cũng giỏi hết. Tiếp xúc với ai họ cũng dễ lấy lòng hết. Vì sao? Vì chính họ là một con người đã được tiếp nhận giáo dục, họ đã được có khả năng nói chuyện. Còn nếu như con cháu của mình mà nói mỗi ngày nó cầm điện thoại không, nó gặp người nó ngậm cái miệng lại, thì quý vị biết đứa cháu đứa con này nói làm sao rồi đó. Ông trời cho nó cái miệng mà nó gặp người nó ngậm miệng, nó gặp người nó không biết chào. Bây giờ mỗi ngày nó cầm điện thoại nó bấm vậy nè, tới giờ vô ăn cơm con. Không lẽ quý vị nuôi đứa con này để bấm điện thoại? Cái khi quý vị kêu nó ăn cơm mà nó còn chưa chịu mở cái miệng ra nữa. Kêu ăn cơm cái đầu nó đứng lên, nó vừa cầm điện thoại nó đi, nó nhìn điện thoại. Nó đi ăn cơm mà nó còn cầm điện thoại, nó nhìn vậy nè. Rồi bắt đầu nó để điện thoại kế bên, nó già miếng cơm, nó không cần điếm xỉa tới cái chuyện là cơm này ngon hay dở. Nó bỏ vô họng nó nhai để nó nuốt nó sống. Rồi bắt đầu nó tiếp tục nó cầm điện thoại lên nó bấm nữa. Thì quý vị coi cái loại này mà quý vị nuôi nó làm gì? Quý vị cho nó ra ngoài đường để nó kiếm cơm ăn, để nó bấm điện thoại. Nếu quý vị có một cái năng lực phát huy mạnh đến mức như vậy thì con quý vị đâu đến nỗi sau này là hạt giống hư của xã hội, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó phải nhận thức. Nó có nghĩa là con người lạ thai bây giờ, bạn bè gặp nhau không biết trò chuyện, đi cầm điện thoại bấm không à. Vậy thì gặp nhau uống cà phê làm gì nữa giờ? Mày vô gốc cây mày bấm phước cho rồi đi, bấm mình trong á, đúng không? Vậy thấy không? Những đức sống trong cái xã hội phát triển, 7 năm nay những đức không xài điện thoại. Những đức thấy đặc biệt vô cùng, những đức không xài điện thoại thì cái góc độ nhìn những đức càng xa. Quý vị nói quý vị xài điện thoại từ xa, quý vị nói chuyện được nhiều người, những đức không cần nói chuyện với ai cũng nhiều người nghe những đức nói. Nên từ nơi đó những đức đâu có xài điện thoại đâu, bao nhiêu người người ta câu thông những đức với người ta qua những tư tưởng học tập không. Những đức không xài điện thoại luôn, người ta cũng về đây ào ào. Thì điều này 100% rằng nếu như một con người mà xài điện thoại đúng nơi đúng chỗ, đừng có ghiền điện thoại, thì con người này mới có thể cỡ mở ra đối với nhân sinh đang có cái khó khăn, cái khổ gì mà chúng ta giúp đỡ họ, thì con người này mới tương lai là một hạt giống có lợi ích cho xã hội. Quý vị coi họ ghiền điện thoại đến cái mức á, mà vô một buổi họp quan trọng họ vẫn bấm điện thoại luôn. Cái quy tắc này là cả người trên còn chưa làm được thì làm sao nhân viên của mình mà sửa đổi. Cái quy tắc của buổi họp là tuyệt đối không bấm điện thoại. Cái quy tắc của cái chương trình nghe pháp giáo dục là không bao giờ bấm điện thoại. Cái nguyên tắc mà mình đối thoại với một người nào là không bấm điện thoại. Cái nguyên tắc cuối tuần đi về nhà là không dùng điện thoại. Vì sao? Một tuần tôi làm việc đối với mọi người rồi,
cuối tuần tôi về nhà tới ngày nghỉ là tôi dành cho gia đình tôi. Nếu như gia đình tôi với tôi mà không có cái sợi dây hàn gắn với hạnh phúc, như vậy thì tất cả những sự cố gắng ở cuộc đời tôi đều là vô dụng. Quý vị công nhận không? Suy nghĩ đi. Đó. Nên con người ta bây giờ nghĩ rằng là tiền là tất cả hả? Đố mà tất cả. Có nhiều người kiếm tiền nhiều cho cố luôn, cuối cùng vợ chồng ly dị. Được cái gì không? Vì được cái gì? Thà quý vị kiếm tiền ít ít mà vợ chồng hạnh phúc còn ngon. Vợ chồng đã ly dị rồi thì tiền nhiều mà con của mình xa cha hoặc xa mẹ, thì quý vị kiếm tiền nhiều để làm gì bây giờ đây? Bây giờ từ xưa tới nay quý vị đi hỏi tất cả những người hiểu biết đi, có ai chọn con đường mà chúng ta có điều kiện mà người thân mình với mình xa nhau không? Không ai mà dạy gì đi chọn con đường đó chứ. Chỉ có cái xã hội phát triển mà con người không tiếp nhận giáo dục thì mới ra như vậy thôi. Chứ nếu như con người mà tiếp nhận giáo dục là người ta sẽ chọn cái tình người. Vì tình người đến với nhau nó sẽ bình an hơn quý vị à. Tại sao người ta về chùa mình nhiều vì người ta bình an. Người ta về là người ta hưởng được sự bình an liền vậy đó. Đó. Nên việc này rất là quan trọng. Nó hôm nay chúng ta có được cái lớp học đặc biệt. Tương đối âm thanh nghe được đúng không? Mà âm thanh này chưa bắt hoàn chỉnh đó nghe. Mới có mấy cái lo đó, sau này để hai cái lo sau lưng những đứa nữa là hay luôn á. Nên á, người ta đưa của cải cho những đức thì là xứng đáng. Tại vì sao? Những đức nhìn ra được vị trí. Ở đây không phải hòa thượng kêu những đức học tập lớp đạo làm con đây đâu, mà những đức nhìn ra cái chỗ này là cái lớp học tập ngon lành, tránh mưa tránh gió luôn. Còn cái lớp học ở dưới làm sao tránh mưa gió đây, lỡ mưa ngồi ngoài mà, đúng không? Thôi chúc quý vị an lạc nha, học đến đây thôi. À, hôm nay hình như có đâu 9 người hả? Sinh nhật bữa nay hả? Như đứa đọc tên lên đây nghe. Dương Quang Định 10 tuổi, Nguyễn Hà Khánh An 6 tuổi, Nguyễn Trần Diệu Anh 4 tuổi, Nguyễn Hữu Nhật Minh 4 tuổi, Trương Đỗ Kỳ Duyên 6 tuổi, Phan Thị Phương Thảo 8 tuổi, Quỳnh Trần Thiên Phúc 5 tuổi, cô Diệu Nguyện 40 tuổi, cô Liên Thu 42 tuổi. À, lớn tuổi cũng được không sao, 70 tuổi cũng được. À. Nên hôm nay là cái bữa tổ chức lớp đạo làm con ở trên đây, chúng ta tổ chức sinh nhật lại mỗi tuần nghe. Đó là những đức vừa học tập nãy giờ đó, nhắc nhở rõ ràng rồi. À, cái ngày mà sinh nhật là ngày tưởng nhớ đến cha mẹ nghe. Những người mà cha mẹ còn sống thì chúng ta cố gắng báo hiếu cho cha mẹ. Còn cha mẹ đã mất rồi thì trong bản thân chúng ta có của cha có của mẹ đó. Chúng ta cố gắng tu nhân tích đức để mà mình có phước báo, để mà mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Rồi mỗi năm mà sinh nhật đó là phải nhớ là chúng ta niệm Phật để hồi hướng cho cha mẹ, làm phước đức để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Rồi bây giờ mình nghe đạo hiểu rồi, cha mẹ mất đi mỗi năm đám giỗ tuyệt đối chúng ta không có sát sanh nghe chưa, cúng đồ chay thôi. Bây giờ cha mẹ mình chưa chắc được siêu thoát nữa, mà mình mỗi năm mình còn xả gà xả thịt xuống để cha mẹ mình ở dưới âm phủ hoài hả, thấy không? Nên mỗi năm đám giỗ là làm đồ chay, rồi bắt đầu là mình niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ. Nó nên mấy người đang nghe rồi đó nghe. Thôi giờ tặng quà cho mỗi người nè. Quà Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy món quà nho nhỏ nhưng nhắc mà nhở mình á, Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì hiện á, là từ bi khoan dung tha thứ nghe các con. Nên các con á, nhận được món quà Bồ Tát Quán Thế Âm á, là từ là ban vui, bi là cứu khổ. Đối với cha mẹ phải có tâm từ bi, thấy không? Thương cha thương mẹ. Sau này cha mẹ mà già mà lo đó, mà lỡ cha mẹ mà tiểu bậy tiểu bạ thì không có giận hờn chửi mắng cha mẹ nghe chưa, nó bực bội lên chửi là tội chết. Cầm chắc con đây đó. Đó. Nên đó, mỗi tuần đơn giản vậy thôi. Giờ sinh nhật ở đây là có phước nè,
không có cần đòi hỏi cha mẹ quà cáp gì hết trơn, thấy chưa? Rồi nếu mà ngày mai á, ví dụ như sau này mấy đứa nhỏ này nó biết rồi đó, thì bắt đầu là chuẩn bị tới sinh nhật là như những đức dạy đó. Ngày mai hay gì, hôm nay chữ ở đây nghe, ngày mai hay gì tới ngày đúng ngày thì mua cái bánh sinh nhật chút ẻn thôi, chút xíu. Mình nhỏ mà đâu có tiền, hiểu không? Nhưng mà cái tấm lòng của mình đối với cha mẹ nghe con, vậy thì là hiếu đó nghe. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy có cái lớp đạo làm con. Các cháu khắp nơi nơi về đây rất là đông, và cha mẹ các cháu đến đây rất là đông. Quý vị đi nên rủ thêm nhiều người làm cha làm mẹ dắt con đi đến đây ngày thứ bảy. Chúng ta được tiếp nhận giáo dục và được nghe về định luật nhân quả rất là đặc biệt để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thêm cái nữa các cháu được niệm Phật và được phóng sanh. Có nhiều đứa con đến đây nó đòi nợ cha mẹ, mà nhờ cái công đức này từ từ nó chuyển cái nghiệp nó từ đòi nợ mà thành báo ơn. Có những đứa con mà đến báo ơn thì càng báo ơn cho cha mẹ. Có những đứa bé mà bệnh hoạn nghèo ọt khó nuôi, nhờ cái công đức nghe pháp niệm Phật và phóng sanh từ từ các cháu ăn ngon ngủ yên. Cái công đức này rất là lớn. Nên chúng ta làm lễ phóng sanh nên các con được cái chương trình phóng sanh này nó trưởng dưỡng lòng từ. Và các con có một cái tâm từ bi từ một con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không có giết. Nên các con biết rằng khi mình thả mấy con chim này bay đi nó mừng lắm nghe. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y nè, để mà thả mấy con chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha.